thêm 6.580 ca COVID-19. Và trong 6.580 ca nhiễm, Bộ Y tế công bố vào tối ngày hôm nay có 6.576 ca ở 49 tỉnh thành, tăng 401 ca so với ngày hôm qua, 1.731 người khỏi bệnh, 59 ca tử vong. 24 giờ qua, 3.687 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, tăng 278, 2.889 ca đang điều tra dịch tễ, tăng 123. Bến Tre giảm 52, Quảng Nam giảm 48, trong khi Bình Dương tăng 175, Đắk Lắk tăng 112, Kiên Giang tăng 104, Hà Nội hôm nay ghi nhận 100 ca nhiễm, con số cao nhất trong 66 ngày qua. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 5.656 ca một ngày. Trong ngày ghi nhận 59 ca tử vong, Thành phố Hồ Chí Minh 28, Bình Dương 13, Đồng Nai và Tiền Giang đều 3, Long An, Kiên Giang, Cần Thơ và Trà Vinh 2, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Hà Nội và Ninh Thuận mỗi nơi 1 ca. Trung bình số ca ghi nhận trong 7 ngày qua là 62 và tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay 22.342, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 946.043 ca và đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước 941.159, trong đó 832.589 người được công bố khỏi bệnh. 5 tỉnh ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.